Em Phúc xin kính chào toàn thể quý cô, chú, bác, anh chị em liên hoan trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay phiên bán hàng buổi sáng ngày 19 tháng 7 năm 2022. Em đã tiếp tục lên một số mặt hàng hoa lan rừng nhé. Đang hoa đang nụ đã thuần cho cô, chú, bác, anh em cùng sưu tầm. Địa chỉ nhà vườn của em là Bắc Giang. Số điện thoại em là 0328066682. Quý cô, chú, anh chị em thích đơn hàng nào có thể alo trực tiếp hoặc là nhắn tin kết bạn qua Zalo cho em nhé. Hôm nay thì em lại lên một số mặt hàng nhé. Đẹp nhất trong vườn của em. Hôm nay chia sẻ cho mọi người. Giá rất chi là yêu thương cho mọi người ngắm bông 50 trắng HO nhé, ở Hòa Bình nhé. Hôm qua bắt đầu chùm chím, nay nở rất chi là đẹp rồi, một mặt bông đáng để sưu tầm nhé. Ngày nay ngày mưa nhé, thời tiết này rất thời tiết mưa phùn nhé, nó không được bay lắm. Nếu mà bông này mà có tí nắng thì rất chi đẹp, nhưng mà nở như này đã đạt rồi. Bông HO đẹp này không chơi chơi gì đúng không anh chị em? Bảo khó hoa cũng không khó hoa đâu, biết chăm thì cũng không khó hoa đâu. Em cái giò này em không phân bón phân thuốc thì cứ cắt nước từ đầu vụ rồi nó ra hoa tự nhiên rất chi đẹp nhé, ra rất chi nhiều hoa, để mỗi thân có một hai bông thôi. Khi trên thân có ra hoa này, chậu là nhiều anh em để đấy, nhưng mà để chơi thôi. Em chia sẻ những giò nhỏ nhé, giò kia nhỏ năm nhất, năm hai, năm năm một, năm hai cho mọi người về sưu tầm nhé. Nói chung là giá bây giờ thì rất chi là yêu thương nhé, ai cũng có thể sưu tầm được, nhưng quan trọng nhất mọi người là sưu tầm chuẩn bông chuẩn hoa nhé. Chuẩn cây chuẩn hoa là quan trọng nhất. Nhiều bác điện hỏi em mà cây này có phải không, em cũng rất chi là khó. Mọi người mua ở chỗ nào cũng thế, là quan trọng nhất là tìm đúng nguồn cây chuẩn để mua nhé. Còn nhiều nhà vườn bán bây giờ thì giá rất chi là hợp lý, mà quan trọng nhất là chuẩn cây. Em xin phép đi vào đơn bán hàng số 1 của em ngày hôm nay nhé. Đơn số 1 của em hôm nay là một giò 50 trắng HO nhé, 50 trắng HO này. Anh chị em bác nào mà chưa quen HO thì nhìn thân lá rất chi là dễ, lá đầu lá nó thân lá HO nó bóng nhé, và nó cong này. Nói chung là đặc điểm nhiều cây nó cũng giống, nhưng mà cây HO nó có những đặc điểm gần như là riêng biệt của nó nhé. Trên lá là nó hai cái nốt 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 bị chấm đen này nhé, đặc điểm cây HO hay như vậy nhé. Đơn số 1 em để giá là 480.000 nhé. Hai mầm gốc dài khoảng tầm độ trên 40 phân rồi nhé, hai mầm gốc này dài khoảng tầm độ 450 phân rồi, và còn một thân già nhé. Một thân già là em không kích ki đâu, những thân nào mà em không kích ki thì nó rất chi là khỏe nhé, mầm gốc đi rất chi là khỏe này. Những cái nào mà không kích để tự nhiên cây nó khỏe lắm, mầm gốc đi phà cả nhé. Hai mầm này từ gần cuối năm chắc tầm mét trên một mét thoải mái, mét trên một mét, bây giờ khoảng tầm 40 phân rồi nhé. Đơn số 1 em để giá 480.000 nhé. Em chuyển sang đơn số 2 em cũng là một giò 50 trắng HO nhỏ xinh nhé, 250.000 này. Anh chị em yên tâm nhé, chuẩn cây chuẩn giống, mọi người không phải lo nghĩ là vấn đề cây giống có chuẩn hay không nhé. Quan trọng nhất là mọi người về chăm cây có đạt hay không thôi, còn giống thì em bảo đảm là chuẩn cây chuẩn giống nhé. Đơn số 2 250.000. Em chuyển đến số 3 nhé. Đơn số 3 một giò 50 trắng Phú Thọ nhỏ xinh nhé. Hôm qua thì rất nhiều bác hỏi em. Em hay em cho lên video, mọi người bác nào vào nhanh tay thì chốt sưu tầm nhé. Đơn số 3 200.000 này. Thật sự 200.000 được một giò Phú Thọ bây giờ đang hoa đang nụ nhé. Đang nụ trên thân luôn này. 200.000 nhé. Em chuyển đến số 4 nhé. Đơn số 4 em là một giò 50 trắng Phú Thọ này, hai mầm gốc, hai ki trên thân này. Hoa thì đã nở tại cây anh em rồi nhé. Hoa nở giò mẹ, tại giò mẹ mà đây ki con cũng nở rồi này. Giò mẹ nở, cây con nở, anh em yên tâm cây về con giống nghe em nhé. Đơn số 3 là 320.000 này. 320.000 cho đơn số 3 nhé. Em chuyển đơn số 4 nhé. Đơn số 4 của em là một giò ám cổ Văn Giang nhé, một giò ám cổ Văn Giang siêu đẹp này. Rất chi là đẹp nhé. Mầm thì rất chi là nhiều, mầm ki nó nhiều lắm, anh em về để năm tới thành một bới to này. Tầm trên chục mầm gốc nhé, trên chục mầm gốc, chắc chắn trên chục mầm gốc. Đang nụ này, có một nụ chứ còn một nụ thôi. Khi hoa ra tự nhiên những bông này rất chìa đẹp này. Đơn này em để giá 380.000 nhé, 380.000 cho đơn này nhé, 380.000 này. Em chuyển đơn số 6 nhé, đơn tiếp theo đơn số 6 nhé. Đơn số 6 của em là một giò mít xếp Hòa Bình nhé. Hôm qua em chia sẻ một đơn cũng khá đẹp nhé, nhưng mà đơn đấy hôm qua cũng chưa thể bằng đơn này được nhé. Đơn này mới là đơn đẹp này. Lá thật sự cùng một giống thôi nhé anh chị em nhé, cùng một giống thôi, nhưng mà đơn này lá nó đạt, thật sự lá nó quá đẹp luôn. Giò mít xếp của Hòa Bình này. Đơn hôm qua em đã chia sẻ với Bắc Cạn rồi nhé. Em đã chia sẻ với Bắc Cạn rồi. Một giò mít xếp của Hòa Bình nhé. Lá xếp cực kỳ phê luôn, anh chị em nhìn có phê không? Khoảng tầm độ 15-16 mầm nhé. Cũng khoảng tầm 15-16 mầm. Tương đương giò hôm qua, nhưng giò này nó to hơn. Anh chị em nhìn dòng mít xếp nó quá đẹp luôn. Lá rất chi là dày nhé. Lá nó dày lắm. Dòng này lá nó rất chi là dày nhé. Mít xếp Hòa Bình. Đơn này em để giá là 800.000 nhé. 800.000 cho giò mít xếp Hòa Bình này nhé. Bác nào lấy đơn này em sẽ bao ship đơn này nhé. Đơn này em sẽ bao ship đơn này nhé. Đơn mít xếp Hòa Bình em sẽ bao ship nhé. Em chuyển đơn số 7 nhé.
Đơn số 7 em có một giò ám cổ Văn Giang, giò một giò siêu đẹp này anh chị em này. Một giò siêu đẹp luôn nhá. Mầm gốc thì quá nhiều rồi. Giò này mấy chục mầm gốc nhá. Em thử đếm qua nhá. 2 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Trên 20 mầm nhá. Tầm trên hai, chắc chắn là trên 20 mầm gốc nhá. Trên 20 mầm gốc của giò ám cổ Văn Giang siêu đẹp này. Đơn này em để giá là 950 nghìn nhá. 950 nghìn cho giò ám cổ Văn Giang này nhá. 950 nghìn một giò siêu khủng siêu đẹp nhá. Giá hôm nay thì em để giá rất chi là yêu thương nhá. Mọi người thật sự sưu tầm được một giò này cũng mất nếu mà để người nuôi chúng em mất rất chi nhiều năm nhá. 5 năm, 5 năm mới được một giò nan như này, không phải đơn giản nhá. Còn từ vài ki nhỏ mà được một chậu nan này thật sự mất thời gian rất chi là lâu nhá. Thời gian rất chi là lâu mà mọi người đánh đổi chỉ chưa đến 1 triệu là mọi người đã sưu tầm được một giò nan đẹp rồi. Em chuyển đơn tiếp theo, đơn số 8 nhá. Em chia sẻ một giò hoàng nhạn tháng 8 của chuẩn Gia Lai anh chị em nhé. Một giò hoàng nhạn tháng 8 này, hai thân nhé, hai thân từ ngày xưa, từ một cây mẹ em đã cắt cây mẹ rồi nhé. Cái này thì hoa nó này rất chi là nhiều này, 1 2 3, nhiều rất chi là nhiều ngồng hoa nhé, 4 5 6, chắc chắn là được 6 7 ngồng hoa nhé, nhưng mà cũng chỉ chơi tầm đấy thôi. Nhiều quá thì sau cây nó sẽ bị ngót cây nhiều nhé anh chị em nhé. Một giò hoàng nhạn tháng 8 nhé, rất chi là đẹp, bộ rễ cực kỳ phê này, trên chậu đẹp rồi, bộ rễ quá đẹp luôn này. Cái này phải mọi người chỉ việc treo tưới nước chơi thôi. Dòng này cũng không đòi hỏi nhiều phải phân thuốc đâu. Cứ để cho ăn ăn nước nã, ăn nắng đủ nắng là ok, cũng không có nhất thiết phải phân thuốc anh chị em nhé. Đơn này em để giá là 2 triệu 3 nhé. Đơn này bác nào đấy em cũng sẽ bao ship đơn này nhé. 2 triệu 3 cho đơn này nhé, em sẽ bao ship nhé. Nó khoảng dài khoảng tầm độ trên 30 cm rồi. Gần 40 cm rồi nhé. Gần 40 cm cây này rồi, chắc chắn gần 40 cm, gần hai găng tay của em rồi. Cái này mà mọi người về có thời gian mọi người nẹp lại được cái ná này nhá. Mọi người nẹp lại được cái ná cố định xong cái ná lại xếp đẹp ngay. Em để bên dưới, thật sự bên dưới là khả năng bên dưới em để dưới gầm giàn nó hơi hơi vóng nắng một tí. Giàn em khá là chặt, em để bên dưới mà. Bên trên chặt quá rồi. Cái này mọi người về có thời gian xếp lại cái ná nhá. Xếp cố định lại cái ná, cái là mọi người là cho ăn nắng cố định cái là nó lại xếp lại ngay mà. Dòng đơn thân nó thế mà. 2 triệu 3 rồi em bao ship nhá. Em chuyển đơn tiếp theo nhá. Em còn ba giò quế nhỏ nhé, ba giò quế nhỏ hôm nay em để giá yêu thương nhé, 250 một chậu nhé, 250 một chậu quế xếp quế trắng tháng 8 Hòa Bình nhé, 250 một chậu nhé, bác nào chọn chậu nào cũng được nhé. Chậu số 1 này 250 này, chậu số 2 cũng 250, chậu này đẹp này, thật sự chậu này đẹp này, chậu hai cây quá đều luôn, 250 nhé, chậu này cũng 250 nhé, và chậu này cũng 250 nhé, chậu này cũng hai cây, 250 nhé. Em quay tổng thể các đơn hàng này, giò Văn Giang quá phê luôn, thật sự quá đẹp luôn. Mỗi hôm em chia sẻ một hai đơn nhé, một hai đơn giò lá mít này, giò lá mít này quá phê pha này, giò lá mít thật sự. Bác nào mà sưu tầm giò này về treo thì ngắm đọc bộ thân lá đã thấy phê rồi. Anh em nhìn này, mít xếp của Hòa Bình nhé, quá đẹp luôn. Giò ám cổ Văn Giang nhé, năm cái trắng Phú Thọ này, Phú Thọ nhé, HO nhé, HO này. Anh chị em mua hàng em yên tâm về con giống nhé, con giống là em lúc nào cũng chuẩn cây chuẩn hoa nhé, chuẩn cây chuẩn hoa, mọi người sưu tầm yên tâm. Đợt tới em sẽ chia sẻ ki Yên Thủy nhé, Yên Thủy ki năm nhất cắt khúc, hôm nào em sẽ cho vào chậu ấm chậu, em sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Hoa nở tại cây tại nhà em rất chi là nhiều giò rồi, lâu năm rồi, anh chị em yên tâm. Đợt tới này em sẽ chia sẻ, rồi cũng rất chi là nhiều bác hỏi em nhé. Giá về thì yêu thương thôi, mọi người ai cũng có thể sưu tầm được giống luôn. Bông HO thật sự là quá đẹp luôn, bông nở tự nhiên không kích, không động chạm gì. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô, chú anh chị em vào ngày mai ạ.